Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc cảnh báo tan chảy lớp đất đóng băng vĩnh viễn là sự nguy hiểm lớn cho khí hậu địa cầu, tin từ Doha. Một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc công bố trong ngày hôm nay cho biết, lớp đất đóng băng vĩnh viễn ở Siberia và Alaska, giữ khí carbon không cho thoát lên mặt đất đang bắt đầu tan chảy, tạo ra sự đe dọa mới, sẽ làm tăng nhanh sự hâm nóng khí hậu địa cầu. Theo bản phúc trình của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc hay UNEP, sự tan chảy tầng đất đóng băng vĩnh viễn ở Nga, Canada, Trung Cộng và Hoa Kỳ cũng đe dọa cho nhà cửa, đường bộ, đường sắt và các đường ống dẫn dầu. Giáo sư Kevin Schaefer của Trường Đại học Colorado đã nói trong một cuộc họp báo tại Doha rằng tầng đất đóng băng vĩnh viễn đã bắt đầu tan chảy. Sự tan chảy này làm cho khí carbon methane bị giữ dưới lớp đất băng hàng ngàn năm sẽ thoát lên mặt đất. Bản phúc trình cảnh báo rằng sự tan chảy của các lớp đất đóng băng sẽ làm cho khoảng từ 43 tới 135 tỷ tấn carbon dioxide thoát vào bầu khí quyển vào năm 2100, chiếm 39% số lượng carbon dioxide con người phóng vào bầu khí quyển. Lớp đất đóng băng cầm giữ trong lòng đất khoảng 1.700 tỷ tấn carbon, hay gấp đôi số lượng carbon hiện có trong bầu khí quyển. Bản phúc trình cũng nói rằng sự tan chảy sẽ làm hư hại các công trình kiến trúc, nguy hiểm cho con người, sinh vật và cây cỏ vùng Bắc Bán Cầu. Giáo sư Schaefer nói rằng khi băng biến thành nước, lớp đất đóng băng bị mềm, mọi kiến trúc bên trên sụp đổ, những kiến trúc ở Nga có thể sụp đổ trong vòng 24 tiếng đồng hồ.